gì cái chân cẳng dính hồi nãy con đạp sình á, cái con đi rửa rửa, con định đi kiếm chỗ rửa. Dạ cái gì mẹ con đi bán số, ba con đi tù lại rồi. Mày luôn đi, mẹ trở về. Không, không chịu. Ơ bây giờ trước đi, ngăn em mới la nó. Em có chữ em la nó, ngăn nó là tôi bỏ nhà tôi đi luôn cho bà vừa bụng bà. Dạ Quyên Hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay á thì khi mà tình cờ gặp được Thanh ngủ á ngay chỗ cái cái con cá tra. Con biết chú không? Thanh. Thanh ơi. Dạ. Con biết chú không? Dạ. Hả? Sao nào ngủ đây? Dự tính của Bùi Hồ là đi gặp chị Nguyệt thôi. Và tình cờ thì gặp Thanh ở đó. Thanh có về nhà không chị? Dạ có, hai đêm trước thì nó có về. Có về ha. Dạ nó về nó ngủ rồi. Em mới nói vừa anh lên gì đó. Dạ. Rồi em mới kêu nó ở nhà. Nó nói là con đi chơi tối con về. Mà đêm hôm thì không có về. À. Đêm hôm thì nó không có về. Rồi em sáng mắt cho con hai đứa nhỏ ăn. Rồi em chở với bà dì Bảy dưới á. Rồi em mới đi bán, đi bộ lên bán. Đi bộ lên đây bán? Dạ đi bộ bán. Hôm nay chị bán bao nhiêu tờ? Em bán 100 tờ mà còn 40 mấy vé. Vậy hả? Dạ. Chiều hôm qua có bán không hay dạ chị bán buổi sáng rồi? Trước chiều em lấy số rồi em đi bán một vòng hồi về rồi em mới đi về nhà. Rồi sáng em đi bán nữa. Sáng nay chị đi bán bằng phương tiện gì? Em đi bộ. Đi bộ lên đây? Dạ. À, đi bộ lên đây để bán? Dạ. Bộ dài bán dài dưới dài lên. Rồi Thanh về chị có la Thanh không? Có, em có la nó. Hỏi nó coi em có la không? Mẹ la sao Thanh? Dạ mẹ chữ là đi Bình Dương không có giấy tờ vì không mang bắt. Ờ. Tại sao mà hai đêm trước còn ngủ ở nhà, hôm qua thì lại ngủ ở công viên con cá? Ở nhà chán không có gì chơi. Vậy hả? Rồi chị Nguyệt sáng nay đi bán không gặp Thanh ngủ ở đó hả? Không, em đi bán một vòng đi vô đây luôn, tính một hồi nữa rồi em đi ra ngoài em kiếm nó tôi coi. Mà em chưa kiếm lo bán tại vì bán hơi chậm á. Số còn nhiều chứ mà bữa giờ này em cũng bán cũng hết rồi, giờ này còn 40-50 tuần. Thanh ngủ như vậy là bao nhiêu năm rồi chị? Em cũng không biết, thì nó đi rồi, nó ngủ rồi, nó lâu lâu nó về nhà vậy đó mà em không có cho. Em với bác em mới có chờ, em không có cho nó đi. Em nói con đi thì con đi đi rồi con phải về với mẹ về nhà ngủ đi, tối sớm thì cũng về chứ. Nó thì nói đi bộ lên từ dưới lên đây xa quá làm biến về. Nhưng mà đối với chị thì chị có lo lắng cho con của mình khi ngủ bờ ngủ bùi như vậy không? Có, em lo mà em lo mà giờ em đi kiếm hoài cũng vậy hoài, khi bằng đêm em đi bộ lên hỏi nó coi. À. Bằng đêm em đi bộ từ dưới mà em đi lên, em lên kiếm nó về. À. Anh chưa biết, một lần ở dưới cô lãnh hỏi nghe nó coi. Em ôm chiếc xe, mượn chiếc xe ôm chạy từ ở đây mà về tới cô lãnh dưới rước nó về. À. Em thấy nó đi đâu nửa tháng trời mà không về. Ừ. Thanh, con ngồi đàng hoàng lên coi. Nghe mẹ nói vậy thì con thấy xót không? Hỏi nó coi, em rước 2-3 lần nữa dưới cô lãnh á. Nửa đêm mà 9-10 giờ ở đây không, em ôm xe em chạy đi dưới. Có Nhi, lúc đó có Nhi đi theo, nó biết đường kiếm. Rồi hai mẹ con chở về, ba mẹ con chở về 9-10 giờ đêm? Dạ 9-10 giờ đêm em ôm xe em chạy từ đây đi xuống dốc lãnh hỏi nó coi. Em đâu có nói dốc đâu. Hai lần rồi đó, em xuống lãnh em ngước nó 2 lần rồi đó. Ngước hoài cũng vậy mà la hoài, la con hoài cũng vậy. Sao con lại vậy, nói cho chú nghe với Thanh. Hai con cái nhạc chán, không có gì chơi. Lê Thanh hôm nay nè, chú gặp con như vậy thì chú cũng thấy rất là buồn. Bây giờ con có hứa với chú lời nào không? Dạ. Hứa với mẹ, hứa với chú đi. Chú muốn con giáp mặt với mẹ với chú á, rằng là con không có ngủ bụi nữa. Em cho nó đi mà đi chơi thì đi chơi nhưng mà phải về nhà ngủ chứ. Lỡ tối ra ngoài đường nó rất nguy hiểm. Rồi lấy ví dụ con bệnh rồi trúng gió rồi sao? Rồi con ngủ đó rồi mũi chích con không? Tối trời xuống có lạnh không? Không. Em nói anh giờ mấy bữa mà gió bắt bữa hổm kìa mà em thấy em chở nó về mà nước mắt em chảy. Hỏi nó coi có không, sáng sáng em thấy nó ngủ đó. Mà em chịu không nổi. Em đành lòng em chịu không nổi, em chở nó về, em kêu nó thức dậy em chở về. Hỏi ngay nó coi. Chẳng thà phước mắt em còn trước mặt em vậy, làm mẹ, làm cha làm mẹ làm sao mà chịu nổi mà la hoài cũng vậy hoài, không biết thương mẹ. Em năn nỉ nó hết lời luôn. Mẹ nói con sao Thanh? Thấy không, con đi chơi á,
ở nhà không có gì chơi, ở nhà con với chị không gây lộn, con với con mén không gây lộn hoài. Hết chị, tới huynh còn hết mén tới chọc con hoài. Rồi vậy rồi không, rồi con biết vậy mà tại sao con dám đi ra ngoài với chị? Lấy số sao chị? Dạ, em lấy 100 tờ. Lấy tiền mặt hay sao? Lấy tiền em mượn của bà dì đó mượn cho em đó. Thì mượn nó lấy vốn con bán cái lời ăn cũng vốn giữ lại lấy hoài. Tiền hôm trước chú Kevin Trần có gửi cho chị á? Dạ có. Có mua sữa không? Dạ có. Mua được mấy thùng? Mua được 1 thùng. Ờ. Rồi như em nhấn ra em gửi cho chồng em 500 ngàn. Gửi cho chồng em đừng nói cho có chuyển đi á. Ờ. Ảnh chuyển đi xa đó, anh không có tiền xài. Ừ. Rồi còn 500 ngàn mua sữa nữa cho em. Chị đi bán như thế này thì mấy giờ về? Em đi bán khi 90 giờ em về. Trễ lắm là 10 giờ em loại bộ dưới ăn cho tôi mấy đứa nó ăn, ăn xong rồi còn số em đi bán nữa. Còn hết số thì em quấn vòng, còn còn số thì em đi bán nữa. Mà bữa nay bán hơi chậm chứ mà bữa giờ này cũng muốn hết rồi. Bây giờ nhà chị coi như là nó tứ tán hết á. Chồng thì đi tù, con thì đi Bình Dương, Thanh thì ngủ bờ ngủ bụi. Hai đứa thì chị phải ôm. Em không có cho nó đi bờ đi bụi đâu mà tại nó. Em không muốn biết sao để em nói sao để cho nó nghe em. Thiệt. Bình thường á là đi xin. Đi xin tiền ta để ăn. Tối thì ngủ ngoài đường. Chị có sợ bao giờ dướng vô cạm bẫy không? Em sợ mà giờ em lo em làm cách mấy bây giờ cũng vậy. Giờ em nói nặng nó nhẹ nó nói nặng nó tiếng lên nó nói tôi bỏ nhà tôi đi luôn cho bà vừa bụng bà. Nó nói gì nữa. Có nói với mẹ gì không Thanh? Nó hỏi nó rồi. Thanh ơi. Sao rồi đi luôn đó chú nghe. Thì cái đêm đó cũng lâu rồi. Em đi bộ từ ở dưới đi lên đây nè. Em mới kêu nó về. Nó nói mà mẹ về trước đi. Tao nói con lên xe con về luôn đi. Mẹ chở về. Không. Không chịu. Ơ về trước đi. Em mới la nó. Em có chữ em la nó. Ngắn nói là tôi bỏ nhà tôi đi luôn cho bà vừa bụng bà. Rồi giờ em năn nỉ ngọt. Giờ cũng không biết sao em. Sao vậy Thanh? Nó đang làm như cái gì kia. Nè chị uống đi em mời chị. Anh uống nè. Nè chị uống em mời chị. Sao? Con nói chú nghe thôi. Em đang làm với cái chú kia. Tại thấy mẹ con lên tối định đi về. Không chịu rồi mới bắt con về luôn. Hôm trước là Thanh từ Cao Lãnh về là đến mấy giờ? Dạ con đâu 6 sáng về. Con ở dưới làm gì từ 6 giờ, từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng con làm cái gì? Con ngủ ở chỗ bến xe buýt tới 6 giờ. Người ta kêu con. Cái con mới đi lên xe về. Con ngủ tới 8 giờ đi tới nhà em quá lời bọn ra bắt cái cha ngủ nữa. Con ngủ ở bến xe buýt Cao Lãnh hả? Đến 6 giờ sáng. Người ta kêu con. Dạ. Rồi sau đó là con bắt xe con về. Dạ. Rồi ra chỗ cá tra con ngủ tiếp. Ý thậm chí em nói giờ con đi chơi con đi rồi tối thì thiếu gì xe tới ngăn có gian người này người kia rồi con về. Con về dưới rồi con về vô nhà ngủ. Nó không phải mà giống như một lần ở đây thì nó chạy đi ngủ bờ ngủ bụi gì mẹ không nói bây giờ cũng như có Mạnh Thường Quân với cậu Bù Hồ giúp đỡ cho cái ghe cũng có chỗ ngồi chỗ che nắng che mưa rồi chỗ rộng rãi về nhà ngủ có quạt gió đồ đầy đủ chứ đâu phải mà không có đâu. Em nói nó cởi đó luôn em năn nỉ nó hết lời luôn em. Mà sao con thích ngủ bụi hay sao vậy Thanh? Ngoài lại nhà không thì bây giờ ở nhà không có gì chơi thì tối khi ngủ thì con phải về nhà con ngủ chứ. Con lôi bộ dài nhà cũng lôi bộ mà. Hả? Ngày nào cũng lôi bộ. Vậy con hứa với cậu đi. Hứa với cậu với mẹ đi, hứa một lần này đi giáo thiệt, mẹ xin con luôn á. Hết lời nói với mày luôn rồi. Con nặng lòng lo mày với con Nhi còn hơn là cái gì, thiệt tình mà nói luôn. Giờ hứa đi, đó. Bà dì kia kìa, bà cho mẹ chiếc xe đạp đó. Còn nữa mẹ sẽ sửa cái gục rồi mẹ thay gục rồi mẹ cho con rồi con đi chơi con phải về con cho chạy xe về giữ chiếc xe. Ai cho chị? Thấy cái chị gần nhà bà thấy em đi bộ hoài rồi bà mới thấy bà cũng như cái gục cái xe mà nó bị cái gục nó bị hư rồi. Ừ. Bà mới cho em còn để dưới á. Chưa có thay cái gục. Ừ. Chị... Rồi em nói điện. Không phải xe đập điện mà nó hư cái bình rồi. Nó không còn cái bình nữa đạp nó hơi nặng chút thôi. Ừ. Em nhớ lúc trước mình có một chiếc xe gắn máy mà đúng không? Dạ mà bán rồi. Bán lâu rồi. Thanh.
Dạ. Sao con khóc? Bây giờ chú muốn nghe con hứa với chú nè. Ngước lên rồi. Bây giờ con ước muốn của con là gì nói chú nghe. Có cái điện thoại mà. Có cái điện thoại. Có cái điện thoại con ngủ bờ ngủ bụi vậy sao được? Con có điện thoại, có con muốn đi về. Cái tuổi của Thanh thì rất là dễ bị cám dỗ. Chỉ cần ai cho cái điện thoại rồi thôi sẽ làm những cái việc. Có đôi khi là những việc mà không có kiểm soát được thì rất là nguy hiểm luôn cô bác anh chị. Cũng cơ duyên là không biết hữu duyên sao mà gặp được Thanh ngay tại mới là thăm lại coi chị coi Thanh có về không á. Hôm nay nhà mình ăn cơm gì chị ơi? Dạ em không có ăn cơm, em ăn em có đi về thì em ăn ở trên nha bà dì đó. Cảm. Rồi chị có lên thăm chồng mình nữa hả? Dạ. Thăm không có thấy mặt mà chỉ em vô em gỡ tiền thôi chứ thăm đâu có thấy mặt đâu. Thanh hôm ngày có đi thăm ba mình không? À. Sao không đi thăm ba mình? Lần tới đợt thăm thì có cờ gặp nó đâu kiếm hoài kiếm quỷ cũng không có. Cái bữa mà anh lên mất rồi đó. Là bữa đó là chiều bữa trước là em đi kiếm nó rồi, đường sáng là 30 em chở nó vô thăm luôn mà kiếm hoài không có. Bởi em nghi nó ở Cao Lãnh. Em kiếm hoài hết trơn cái người không có là em biết nó ở đâu Cao Lãnh rồi. Đúng là một bi kịch của cuộc sống thiệt á. Tuổi của con cũng lớn rồi. Phải biết phụ mẹ mình chứ không có lang thang đầu đường xó chợ, ngủ bờ ngủ bụi gì được nữa. Mình phải lao động tự kiếm tiền. Có bao giờ nói phụ với số chị không? Không, ít lắm anh ơi. Dữ lắm luôn á, là nó mới tê tết nên năn nỉ dữ lắm luôn. Mà ít lắm. Chừng nào em ới mà em mệt trong người em dữ lắm luôn á, là năn nỉ nó dữ lắm luôn nó mới đi. Mà ít khi lắm. Thông tin không biết chính xác không ha. Có nhiều người nói là Hanh với lại mấy bé sau là khác ba hả chị? Không. Không có. Không có hả? Nhi Thành với hai đứa nhỏ cũng là một cha một mẹ hết. Một cha một mẹ hết. Dạ, không có đứa nào khác hết trơn. À. Rồi Nhi làm bây giờ như thế nào rồi? Nhi thì ngày hôm qua nó có điện cho em là nó mới vô làm thôi, tại bữa thứ hai là mới vô làm. Là một nó làm tới 12 tiếng hồi luôn. Mà em chưa có hỏi là như giá bao nhiêu tiền vậy, em chưa hỏi tháng nhiêu thôi. Mà em có la Nhi, em kêu đừng có rủ em đi ra ngoài, em không có giấy tờ. Em là người đàn ông, con trai thanh niên, nó đi khó khăn hơn phụ nữ lắm. Em nói anh đúng không? Đàn ông nó đi mà họ chưa có giấy tờ nữa, nó nguy hiểm dữ lắm. Rồi đừng bạn gái mình vào hẹn không thể cũng nó đâu không có đến đổi. Còn đàn ông nó nguy hiểm dữ lắm. Chưa không có giấy tờ, không có đi đâu được hết trơn. À, tuổi của Thanh chưa có làm giấy được nữa, tới năm sau á. Mấy năm rồi giúp được xong thì quay lại chỉ còn cái chiếc ghe thôi, chỗ ở cũng di dời sang chỗ khác. Rồi cuộc sống bây giờ thì đắp đổi qua ngày, ngày này qua ngày nọ. Chứ không có nghề gì sinh sống để nó thay đổi cuộc sống hơn tí xíu nào hết á. Cũng là bán vé số, cũng là đi làm công. Rồi bây giờ Thanh lớn, càng ngày càng lớn thì ngủ bờ, ngủ bùi như vậy á. Em không cho nó là... Con có muốn làm nghề gì không Thanh? Mà con không biết làm cái gì chứ. Bán vé số chịu không? Dạ. Không biết nữa. Để em kêu đi bán số tiếp em đi. Ngày hôm nay thì em đến đây á, em thay mặt cho anh Bình ở Canada gửi cho chị 100 đô Canada là 1.815.000. Thì em gửi cho chị 1.900.000 ha, để chị có thể xoay sở trong cuộc sống. Có thể là mua xe đạp hay sửa lại chiếc xe đạp gì đó. Dạ. Mua sữa cho bé mấy bé nhỏ đó. Để cho uống, để cho đầy đủ chất ha. Để em gửi cho chị ha. Dạ, em cảm ơn Bình và Canada giúp đỡ cho em. Những lần cảnh giúp em đang khó khăn sống em vậy đó. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà bảo nuôi dưỡng mấy đứa bé cũng như là dạy bảo cho các bé. Em giờ em cần cũng như là em dạy cho nó nghe lời em thôi, thì em không muốn gì, không phải mà em kêu nó ở đi xin tiền cho em này kia, em kêu nó ở nhà đi rồi em đi bán về nuôi cũng được. Em muốn gì đó, em sợ nó đây đi rồi ngăn cặp bè cặp bạn vô bắt đầu quay cái con đường hút chích này kia rồi lộng vô rồi em không biết sao để em nói. Có bạn nào rủ mình chơi đó không Thanh?
Thanh ơi. Dạ. Chú muốn nghe con hứa với chú, với mẹ một lời. Con không biết với con nhà con chán lắm. Nhà mình mà mình chán thì mình ở đâu? Con cảm thấy vui hơn. Chờ á. Dạ con đi chơi thì con đi đi. Con đi mà con chiều con về, tối con về vậy đó. Chứ đừng ngủ bờ ngủ bụi như vậy. Nghe không? Nghe mẹ nói không? Hả Thanh? Dạ. Hứa với chú là không ngủ bụi nữa, được không? Con không biết. Còn con muốn có điện thoại thì con phải đi bán vé số. Con tích lũy đồng tiền lại thì con mới mua điện thoại được chứ. Nghe không? Hồi nãy thì em gặp chung với bạn Dương gì đó. Con, em không biết. Không biết hả? Em đâu biết. Mẹ biết không Thanh? Mẹ biết bạn Dương đó không? Không. Cái thằng tay gãy á, bà không đi chung với con hết tóc rồi xong rồi định đi ra bên đường Khánh Tâm á. Không biết, mẹ đâu biết mặt bà. Chị lấy cho em 10 tờ, mỗi loại 10 tờ giùm em ủng hộ chị ha. Rồi theo bây giờ thì chắc có lẽ là dạ, lấy cho em mỗi loại 10 tờ giùm em để cho mau hết sớm, để cho về chăm mấy bé. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm ha. Cảm ơn anh Bình ở Canada đã hỗ trợ 100 đô cho gia đình của chị Nguyệt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau. Mỗi loại 10 tờ hả chị ha? Dạ.